พระอาทิตย์พี่งามจังดีพี่งามจังดีเดี๋ยวanh giải quyết mấy con acid này nhá để anh vổ mù mắt mấy con acid này nhá cái gì bây giờ mình sẽ nói bằng tiếng Indonesia ok không ạ? Nói tiếng Indonesia xong mình sẽ dịch ra tiếng Việt. Ok chưa? Nhá. Nói Indonesia này. Cảm ơn Kaka Fifi. Assalamualaikum. Xin chào Đạt Villa. Xin chào Đạt Villa. Chúng tôi biết bạn đã đặt. Thôi mình sẽ không đọc. Mình không đọc bức thư này đâu. Rồi mình sẽ đọc cái đoạn này. Đạt Vina, chúc mừng bạn đã thực hiện được một trong những ước mơ mà bạn mong muốn trong 10 năm qua. Thế mà đã biết là 10 năm qua. Có một ngôi nhà mới ở một độ tuổi hiện tại của bạn là một thành tích tuyệt vời. Chúng tôi rất vui vì thành tích của bạn. Chúng tôi hy vọng rằng ước mơ tiếp theo cụ thể kết hôn. Ừ, cái này được, kết hôn được. Được. Chúng tôi hy vọng kết hôn và có một